Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của đồng hồ Minh Triệu. Và trên tay mình đây đang cầm một chiếc t-shirt, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Chiếc t-shirt này mang một thiết kế vô cùng sang trọng, lịch lãm mà không kém phần trẻ trung. Bây giờ hãy cùng mình đi tìm hiểu chi tiết về chiếc t-shirt này ngay nhá. Chiếc đồng hồ mà mình đang cầm trên tay là một chiếc thuộc nhà t-shirt, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ, nằm trong bộ sưu tập là Cason. Chiếc này có mã quốc tế là T71.3.430.13. Sở hữu mặt dial màu trắng sứ vô cùng đẹp mắt, kết hợp cùng với đó là các cọc số, toàn bộ được mạ vàng 18K vô cùng nổi bật. Cọc số trên chiếc t-shirt này được thiết kế theo dạng số La Mã cổ điển, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng cùng lịch lãm. Đặc biệt, góc 3 giờ đã được nhà sản xuất thiết kế cách điệu mà thay vào đó. Chiếc t-shirt này của chúng ta được trang bị thêm ô lịch ngày. Góc 4 giờ được nhà sản xuất thiết kế vô cùng độc đáo theo dạng 4 gạch sọc thay vì số 4 theo kiểu La Mã thông thường, tạo một sự phá cách rất riêng trên chiếc đồng hồ. Ba kim được thiết kế theo dạng kim lưỡi kiếm và toàn bộ cả ba kim đều được mạ vàng 18K, vô cùng nổi bật và bắt mắt. Kim và cọc số cùng nhau tỏa sáng trên nền dial trắng, càng toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm mà một quý ông cần có. Điểm nhấn trên chiếc đồng hồ t-shirt này không thể không kể đến, đó chính là ô lịch ngày ở góc 3 giờ, được nhà sản xuất đặc biệt thiết kế. Một múi giờ vô cùng quen thuộc đối với những chiếc đồng hồ được trang bị ô lịch ngày. Ô lịch ngày tuy nhỏ nhưng có thể giúp ích anh em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Góc trên 12 giờ là dòng chữ t-shirt kèm 1853, là tên cũng như là năm ra đời của thương hiệu đình đám tới từ Thụy Sĩ này. Phía dưới góc 6 giờ là dòng chữ automatic cùng switch mate, một bộ chuyển động tới từ Thụy Sĩ. Chiếc t-shirt mà mình đang cầm trên tay này mang một phong cách đơn giản mà không kém phần sang trọng, lịch lãm, rất phù hợp với anh em theo đuổi theo phong cách lãng tử nhẹ nhàng mà không kém phần cuốn hút. Chính vì thế nên chiếc t-shirt của chúng ta có một size mặt khá khiêm tốn là size 35.5mm, cùng với đó là độ dày không quá lớn, phù hợp với đại đa số cổ tay của nhiều anh em có cổ tay nhỏ và trung bình khi lên tay sẽ vô cùng phù hợp. Phần thân vỏ được cấu tạo bằng vàng khối 18K, AU750 và đây là vàng yellow gold, mắt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được những vết xước. Niềm men gen kết hợp cùng hai bên hông, toàn bộ được trang bị vàng khối 18K, càng làm cho chiếc đồng hồ của chúng ta trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Phần núm của chiếc đồng hồ được trang bị dạng núm vặn với kích thước khá nhỏ, phù hợp với size của chiếc đồng hồ. Trung tâm phần núm được khắc biểu tượng chữ T là ký hiệu của thương hiệu t-shirt. Xung quanh núm được thiết kế cạnh khía để anh em có thể dễ dàng lên cót cũng như là kéo núm ra điều chỉnh ngày và giờ. Chiếc t-shirt của chúng ta được trang bị một bộ dây da cá sấu màu đen. Bộ dây này đã được anh khách trước của chúng ta nâng cấp lên từ bộ dây da nguyên bản của máy, và đi kèm với đó là một bộ khóa xiên được chạm khắc tên thương hiệu t-shirt, và chiếc khóa này cũng được mạ vàng 18K vô cùng đẹp mắt, càng tô điểm thêm vẻ sang trọng cho chiếc đồng hồ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với mặt sau của chiếc đồng hồ. Mặt sau được thiết kế kín máy, mang trong mình cỗ máy ETA 2824 với 25 chân kính, tần số dao động là 28.800 VPH cùng với 38 giờ tích cót, là một cỗ máy kinh điển và vô cùng bền bỉ trong thế giới đồng hồ Thụy Sĩ. Bên ngoài phần mặt đáy còn được chạm khắc rất nhiều thông tin như biểu tượng chữ T của thương hiệu t-shirt, sapphire, switchmate, AU750, mã đáy, độ chống nước là 3 ATM, anh em có thể đi mưa giờ toay thoải mái mà không lo vòng nước, cùng với rất nhiều thông tin khác. Trên thị trường hiện nay, giá retail của chiếc t-shirt này đang được bán với mức giá khá cao, loanh quanh khoảng gần 60 triệu. Bên mình mới về một sản phẩm lướt đã qua sử dụng nhưng tình trạng vẫn còn rất mới, giao lưu anh em chỉ với mức giá 28 triệu đồng. Vừa rồi mình đã cùng anh em chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của chiếc t-shirt này. Và nếu anh em quan tâm, anh em có thể đến ngay địa chỉ đồng hồ Minh Triệu, 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em được kiểm tra hàng và thanh toán cho bên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.